Mến chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV. Tin cực sốc liên quan đến vị quan tòa sẽ chủ trì phiên tòa xét xử vụ án drama Siêu Phương Hằng khiến đám ca nghệ sĩ sợ không còn giọt máu. Thưa quý vị, đến lúc câu chuyện tư cách tham gia tố tụng trong vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng đang rất hot, nóng rừng rực trên trang mạng xã hội, khi Viện Kiểm sát Cơ quan Công an xác định 10 người ở phe đối lập là bị hại, nhưng trong thông báo từ Tòa án Nhân dân, do báo chí đưa tin lại là người liên quan, sự bất nhất trong tư cách tham gia tố tụng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của 10 cá nhân phe đối lập. Nữ CEO Đại Nam, tuy nhiên hiện tại chỉ có mỗi vị phó tổng biên tập Đức Hiển lên tiếng về thắc mắc vấn đề nêu trên để đòi lại quyền lợi cho bản thân. Còn lại 9 cá nhân khác vẫn đang giữ im lặng, không lên tiếng, thật không giống với bản tính của họ. Vốn là người háo chiến, vào tháng 1 năm 2022, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố trên trang cá nhân và các trang báo chính thống: "Tôi xin khẳng định lại một lần nữa, tôi, ekip của tôi và đoàn luật sư bao gồm 7 người luật sư xưng giỏi nhất của Việt Nam sẽ đi đến tận cùng của sự việc." Thế nhưng vào ngày 10 tháng 5 2023, báo chí đăng tải tin tức cho biết phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng có sự tham gia của 16 luật sư bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các bị hại. Trong đó, bà Phương Hằng có 6 luật sư, 3 luật sư bào chữa cho tiến sĩ luật Đặng Anh Quân. Còn theo thông tin mà Đinh Lan cung cấp thì cô này có 2 luật sư bảo vệ. Vậy nếu xét trên nguồn thông tin có được như trên, thì hiện tại còn 5 vị luật sư bảo vệ cho Thủy Tiên, Công Vinh, Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh, Đức Hiển, Lê Thị Dầu, Vi Oanh. Vậy 7 luật sư mà Đàm Vĩnh Hưng từng nói ở đâu, chưa rõ danh sách các vị luật sư tham gia phiên tòa vào ngày 1 tháng 6 đã chốt sổ hay chưa, liệu có bổ sung thêm hay không. Nhưng xét vào thời điểm hiện tại thì có vẻ số lượng luật sư tham gia bào chữa cho Đàm Vĩnh Hưng không như những gì mà ca sĩ này đã công bố vào tháng 1 2022. Tự nhận mình là vua chúa tướng quân, người đàn ông đích thực bản lĩnh thì phải quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, không dễ gì thay đổi được. Thưa quý vị, ngày mở phiên tòa xét xử bà Phương Hằng là ngày vui của các bị hại, vì ngày này họ chứng kiến cảnh tượng mà họ khát khao chờ đợi nữ đại gia đất Bình Dương phải đối diện với vành móng ngựa, nhận bản án về hành vi vi phạm pháp luật. Các ngày mà bị can, bị cáo trả giá, bị hại được trả lại sự trong sạch, được bồi thường hàng chục tỷ. Ngày 1 tháng 6 phải là ngày trọng đại, là ngày vui lớn của 10 người đối lập. Bà Nguyễn Phương Hằng sau cùng một năm trời bị nữ siêu Đại Nam chửi trên sóng livestream, sượng sùng hết sức trước dư luận, rồi hơn một năm kiện tụng lên xuống cơ quan chức năng làm việc liên quan đến đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng, thì họ cũng thật thoải mái. Kết thúc vụ án, đóng lại những bản đồ thanh xanh một thời, mở ra trang mới để tập trung cho sự nghiệp. Số mốc đặc biệt ngày 1 tháng 6 phải vui gấp ngàn lần, ngày bà Phương Hằng bị bắt, ngày nữ doanh nhân bị đưa về trại tạm giam T30. Cách đây hơn một năm, Đàm Vĩnh Hưng mở tiệc ăn mừng cùng một số người bạn, hát bài đất nước trọn niềm vui, ăn mừng online với khán giả. Thì ngày 1 tháng 6 tới đây, Mr. Đàm phải mở live show kêu gọi các fan đến ăn mừng trực tiếp, ăn mừng xuyên suốt nhiều ngày thì mới thỏa cho cái sự háo thắng. Thế nhưng ở hiện tại, về phía ca sĩ, vùng đất cấm im lìm ảm đạm chẳng khác nào chuẩn bị tinh thần đón tin buồn, tin không vui hơn là một tin đại hỷ. Anh Đàm xưa nay nổi tiếng là người có cái tôi rất lớn, thậm chí cái tôi của nam ca sĩ này bị đẩy đi quá đà dẫn đến ngạo mạn ngông cuồng. Thời gian đầu của drama bà Phương Hằng cho đến khi bị bắt thì bản tính hiếu chiến, chơi trội thể hiện rất rõ. Thế nhưng khi câu chuyện đi đến hồi kết, ca sĩ này lại chọn cách im lặng, khóa bình luận trên trang fanpage có tới hơn 6 triệu người theo dõi. Từ tính cách sống chí phèo, ăn vạ đột ngột thay đổi tu tâm dưỡng tính, khiến cho khán giả không khỏi bất ngờ, khó hiểu. Ngược lại dòng thời gian trước đây, khi anti-fan và kể cả đồng nghiệp nghệ sĩ gạo cội bậc cha chú có phát ngôn gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Mr. Đàm, luôn chơi tới cùng, có những phát ngôn gây sốc để bảo vệ bản thân. Thậm chí anh ta tự đặt ra đẳng cấp là vùng đất cấm không ai được đụng đến trong cáo trạng vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Thì cũng đã đề cập anh thợ cắt tóc thích hát đã yêu cầu bà Phương Hằng đền bù 43 tỷ đồng. Điều này cho thấy ca sĩ này không bao giờ để bản thân mình chịu thiệt, không nhún nhường trước bất kỳ ai khi họ xâm phạm đến quyền lợi của bản thân anh. Vụ việc chưa rõ ràng tư cách tham gia tố tụng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của 10 người ở phe đối lập.
Bà Phương Hằng, ông phó tổng biên tập là người được đánh giá điềm tĩnh, kín tiếng nhất trong drama, nhưng ông Đức Hiển cũng phải lên tiếng để đòi lại quyền lợi cho bản thân. Tuy nhiên Đàm Vĩnh Hưng đến giờ này vẫn còn im thin thít, dựa theo tính cách của nam ca sĩ này thì quả thật đáng lẽ anh phải nhờ ekip luật sư 7 người sừng sỏ nhất Việt Nam lên tiếng về vụ việc này, thậm chí không nhẹ nhàng phản bác nháo Đức Hiển mà phải làm thật căng, thật gắt, yêu cầu các tờ báo đính chính phải gửi đơn lên tòa để phản ánh giành quyền lợi cho bản thân vào ngày 1 tháng 6 để bảo đảm phần thắng mang về 43 tỷ, nhưng đến hiện tại thì vẫn chưa ghi nhận phản hồi nào từ phía Đàm Vĩnh Hưng và ekip luật sư. Điều này khiến dư luận đưa ra nhiều giả thiết, phải chăng Đàm Vĩnh Hưng đã rút đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng từ lâu nên mới bị xóa tư cách bị hại chuyển sang là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Hai lá đơn mà nữ đại gia Bình Dương Đàm Vĩnh Hưng có giá trị tòa, đánh giá Đàm Vĩnh Hưng chưa chắc là bị hại trong vụ án này nên mới xếp anh vào nhóm người có liên quan đến vụ án. Thưa quý vị, cách đây hơn một tháng, dư luận vẫn thấy rõ bản tính ngông cuồng tồn tại trong anh ca sĩ này, thậm chí là mức độ vĩ cuồng còn được đẩy cao hơn khi giới thiệu dự án phim Tiểu Sử Hảo Quang rực rỡ The King, tự nhận mình là vua. Cao ngạo, háo danh bị đẩy lên quá đà khiến dư luận, báo chí, cơ quan chức năng không thể nào chấp nhận được. Mạnh tay gạt bỏ sự tha hóa đạo đức. Báo Công an Nhân dân VTV Hai Quốc phòng đã dạy Đàm Vĩnh Hưng nhân cách đạo đức làm người, một thứ rất trân quý mà anh này đã đánh mất từ khi bước vào giới showbiz hào nhoáng. Giang sơn khó đổi nhưng bản tính khó rời. Để một người thay đổi tâm tính không phải chuyện ngày một ngày hai, mà cần rất nhiều thời gian từ một người thích chơi trội, gây sự chú ý, dùng những phát ngôn gây sốc khẩu nghiệp để che thân. Tin chấn động. Trước giọt nước mắt giả tạo của Trấn Thành khiến show diễn cuốn bay theo, vậy là việc hái ra tiền của Trấn Thành bay theo tiếng hài kịch. Thưa quý vị, Trấn Thành vốn được xem là kịch sĩ dày dặn kinh nghiệm. Anh ta có thể làm rơi nước mắt hay nặn ra nụ cười một cách dễ dàng mà không cần phải cố gắng. Người bình thường cảm xúc sẽ điều khiển thái độ, ví dụ với người thường họ không dễ cười cũng không dễ khóc. Bởi không có cảm xúc buồn thì có cố thế nào nước mắt vẫn không thể nào chảy ra được. Nếu là giọt nước mắt chân thành, người ta có thể làm cho những người chứng kiến rơi nước mắt. Theo họ, đấy là sự đồng cảm. Ví dụ như một người dân bị mất mát lớn trong thiên tai, họ rơi nước mắt vì mất mát không thể bù đắp. Đấy là nước mắt thật lòng. Những giọt nước mắt này rất dễ lay động lòng người và đó là lý do tại sao những nhà hảo tâm thường rất dễ dốc hầu bao để cứu trợ thiên tai. Kịch sĩ gian tà là những người nắm bắt cơ hội rất là nhạy. Khi nước mắt của nạn nhân làm lay động xã hội thì các ca nghệ sĩ nhảy vào quyên góp. Có người quyên góp được 10 năm thì làm từ thiện một ít rồi bỏ túi một ít. Có người trắng trợn hơn thì quyên góp 10, bỏ túi cả 10, không làm từ thiện đồng nào, chả làm giàu bất nhân này. Đã bị CEO Nguyễn Phương Hằng bóc phốt và rất nhiều nghệ sĩ bẩn đã căm thù CEO thấu xương. Kịch sĩ gian tà là những người nắm bắt cơ hội rất nhạy, khi nước mắt của nạn nhân làm lay động xã hội thì các ca nghệ sĩ nhảy vào quyên góp. Người đang là bị hại, đòi CEO Nguyễn Phương Hằng xin lỗi công khai và bồi thường 43 tỷ đồng chính là Mr. Đờm, cùng chính đối tượng bị CEO Nguyễn Phương Hằng nằm mơ trên livestream về số tiền thực mà Đàm Vĩnh Hưng quyên góp được thời gian qua không hề nhỏ, lên tới 96 tỷ đồng. Sau khi phủ nhận thông tin ăn chặn tiền từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng cho biết bước tiếp theo anh ta sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Tôi sẽ nhờ pháp luật điều tra và nhờ ngân hàng vào cuộc để kiểm tra vụ việc này. Đi kèm với đó thì Đàm Vĩnh Hưng còn giải thích thêm rằng số tài khoản làm từ thiện được sử dụng từ tài khoản cá nhân của anh ta. Tuy nhiên trong đợt bùng dịch đầu tiên, thợ hát đã cho một chương trình mượn số tài khoản này để gây quỹ và gửi tiền về cho tuyến đầu chống dịch. Từ năm 2020 đến nay, nếu tôi tố ăn chặn từ thiện 96 tỷ đồng mà điều tra ra đúng như những gì người này nói thì tôi thua. Còn nếu sai thì tôi phải lấy một viên kim cương từ người này để bán ra làm từ thiện cho người nghèo. Tôi sẵn sàng đánh cược điều này. Tôi có đầy đủ chứng cứ sổ sách làm từ thiện của mình. Đàm Vĩnh Hưng đối đáp khẳng định những điều này là sự thật và sẽ có câu trả lời tại tòa. Tôi và rất nhiều người có cùng một thắc mắc là nếu CEO Nguyễn Phương Hằng mơ sai về 96 tỷ, tại sao thợ hát Đàm Vĩnh Hưng không kiện tụng CEO về số tiền này mà câm nín, rồi làm đơn đòi bồi thường thiệt hại về vật chất 43 tỷ đồng, do cách phát ngôn của CEO đã xúc phạm anh ta mà thôi. To còi, nhưng thực tế là tay thợ hát này im thin thít,
lặn mất tăm. Lần này, Đàm Vĩnh Hưng bị tòa triệu tập đến phiên tòa xét xử CEO ngày 1 tháng 6 tới đây, lý do xúc phạm. Hưng thì CEO Nguyễn Phương Hằng cho rằng khi mình có phát ngôn liên quan đến Hoài Linh mà Hưng chơi thân với Linh và chính Hưng cũng đã có những phát ngôn xúc phạm thì Phương Hằng trước, tuy nhiên có vấn đề mà chắc